Hello, chào các bạn. Chào các bạn trở lại với kênh YouTube của Hiếu nha. Hôm nay mình làm cái món Kagi siêu cay. Quay lại cho các bạn xem nha. Bây giờ ăn thử cho nó làm sao nha các bạn. Ăn với món Kagi này thì gồm có muối, ớt, chanh. Đây, ớt chanh nè. Kagi mà chấm ớt chanh là Ấn Độ. Đúng bài luôn. Kagi là cà ri của Ấn Độ nè, thấy chưa? Có lá cà ri nè, có nước cốt dừa, ớt. Cà ri này cà ri dê nha các bạn, ớt nè, cay lắm, quá sa cay luôn. Ăn thử ngon không nha các bạn ơi. Các bạn ăn cơm với mình nha, vô bếp ăn nha. Rồi đây có món phụ nè, món chuột, chuột khìa nước dừa đỏ ao, giờ dính nước dừa ra đường nó đen thui luôn các bạn. Thôi ăn luôn nha, mời các bạn ăn cà ri dê với mình. Đây chấm muối ớt chanh nha, vớt cái rồi. Những cái ớt với cái bùi bùi của cái cà tím đó, bạn ăn vô bùi bùi ngon, vớt cái nữa coi. Đấy. Quá sức rồi, ngon quá. Cà ri dê nấu kiểu Ấn Độ. Để mình ghi lại cái gia vị và công thức ở dưới phần mô tả nha các bạn. Mình các bạn xem nha. Giờ ăn cho các bạn xem thôi. Đây, chanh, muối tiêu chanh, thơm muối ớt chanh. Ây da, thứ nào chịu nổi. Ớt rồi, vớt miếng ớt. Đây là chuột, màu nó đậm đặc luôn, thơm ngon mà. Đây là ớt nè, vớt miếng cà ri nữa. Chấm muối ớt rồi đây vô. Siêu cay nha. Cay vớt miếng cơm rồi. Quá ngon các bạn ơi. Rồi quay một chút xíu clip để có thông điệp gửi các bạn, làm gì làm, ăn gì ăn, nhưng mà ăn cơm là chắc bụng nhất. Các bạn ăn cơm với mình nha. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi clip của Hiếu. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông bên cạnh để đón xem clip mới nhất nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye, hẹn lại clip tiếp theo cho các bạn xem lại nè. Còn chút xíu nữa hết rồi. Rồi mình ăn cơm chút xíu nó nghỉ các bạn ơi. Bye bạn nha.